Chiều nay, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao kinh phí ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19 tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng 800 triệu đồng vào quỹ vaccine. Đây là kinh phí được Liên đoàn Lao động thành phố kêu gọi vận động từ đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp thuộc các cấp công đoàn thành phố chung tay ủng hộ để đóng góp mua vaccine, sinh phẩm xét nghiệm và tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp của liên đoàn lao động thành phố mong muốn đơn vị tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho người lao động nhất là những người lao động đang cách ly phong tỏa trên địa bàn